Vâng, xin chào quý vị và các bạn đến với kênh mua bán ô tô của em Buzi Auto. Và hôm nay thì em lại không quay xe như mọi khi đâu, mà em đi quay về một cái vấn đề rất là hay. Vâng, hôm nay các bác đã biết bão số 7 đang hoành hành tại khu vực các tỉnh phía Bắc, và đặc biệt là bên Hải Phòng, rồi Quảng Ninh, Thái Bình. Đấy, các bác có thể nhìn là nước rất là nhiều. Thế và đấy, em quay video này có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Đấy, các bác nhìn nhá, xe là đi thì rất là nhiều. Em nói thật với các bác kia kìa, các bác nhìn nhá, đoạn kia nó lênh láng như sông mà không biết là như thế nào cho nó là hết. Thế nhưng mà đấy, các bác có thể nhìn đây, ngay bên cạnh đây là một loạt xe đang được dựng lên để mà sửa chữa rồi. Đấy, rất là ấy luôn. Cái thời tiết như thế này xe cộ đi ngập lụt đấy các bác nhìn ạ. Vâng, rất là sâu, nước rất là sâu nhá. Và với cái mức độ như thế này chắc chắn là đi rất là nguy hiểm, đặc biệt là các cái hố đấy. Ví dụ cho bác xe máy này, bác cứ thích lượn thôi, chứ nếu mà như thế này mà ngập nước cái là tự dưng bác lại phải gọi thợ đấy, mà anh thợ kia thì vất vả từ nãy giờ mất chục xe rồi đấy. Các bác nhìn thấy đương nhiên là các bác mua ô tô thì các bác biết rồi. Em cũng khuyến cáo các bác lên là khi mà cái đoạn nào ngập lụt đấy mà các bác thấy ở đằng trước xa xa đấy, càng xa càng tốt, thấy có xe nó dừng lại nó không đi nữa, hoặc là các cái xe máy mà nó phải quay lại thì tốt nhất các bác là em khuyên là các bác lên quay lại nhá, chứ đừng đi cố tình đi. Em nói từ nãy giờ là phải chụp cái xe nằm yên ở cái chỗ khu vực này để sử dụng là cứu hộ rồi. Vâng đấy, có những xe to như thế này thì người ta có thể leo đồi leo núi thoải mái đấy, dốc nước rồi nước leo các thứ thoải mái. Nhưng mà những cái xe bé như thế này kìa, đặc biệt là khu vực gần kia đấy, các bác nhìn ạ. Vâng đấy, thưa các bác là ở đằng xa kia là xe là nằm yên rồi, kể cả một con cao ti cũng phải nằm yên nhá, cao ti nằm yên này, xe máy nằm yên hết rồi, nằm rẹp hết với nhau rồi đấy. Nước nó rất là sâu, rất là nguy hiểm và rất là dễ thủy kích đấy. Thế nên là những bác nào mà đi xe ô tô hoặc là xe máy thì cũng khuyên các bác là với cái thời tiết mưa gió bão bùng mà ngập lụt thì tốt nhất các bác là đừng lên thử thách bản thân mình cũng như là chiếc xe thân yêu của mình để mà có những cái hậu quả nó nghiêm trọng đấy. Ví dụ như cái ông dở hơi là ông ấy đi này, các bác nhìn này đấy đấy, ông ấy khoe ông là gian gơ thôi, nhưng em nói nó ngập nước rồi thì gian gơ cũng bằng hòa đấy. Với cái mức độ bác nhìn con Mazda này nó gần ngập sâu luôn đấy các bác ấy, đấy ví dụ như những cái dòng tầm thấp sedan như thế này lội thế này chỉ có toi thôi đấy. Rồi mưa này rất là nguy hiểm đấy. Em khuyên các bác một điều là đấy, các bác những ai mà quan tâm đến xe của mình, chăm sóc xe cẩn thận thì các bác nên chú ý những cái đặc điểm này đấy. Đấy, ô tô thì kia đang đỗ một loạt đây kìa đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, nằm yên đấy, đấy là nằm yên nhá, không thể đi được nữa. Vâng, xe đã bị ngập nước thủy kích rồi thì không thể đi được nữa. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh giúp Buzi ô tô trong thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị các bạn, ở một góc quay khác của Buzi Auto thì các bác có thể nhìn nhé, đường ngập lụt đây này, rất là nguy hiểm luôn nhá. Chỉ có bác xe ô tô tải to thì mới dám là xông phi vào trận địa như thế kia thôi. Thế còn đâu thì kia, một anh loe ngoe mới ra Hyundai Sotana đã phải nằm yên và gặp thằng cu em cứu hộ Hà Cường tại khu vực bên em, nó ra nó cứu hộ cho. Hôm nay ngày vất vả của nó. Vâng đấy, các bác có thể nhìn. Vâng, và như khi mà em giao xe thì em cũng thường thường là nhờ các bác ấy đi những chiếc xe như thế này để mà đi giao xe đấy, cứu hộ Hà Cường ấy các bác nhỉ. Đấy, rất là vất vả đấy. Đấy, nên là các bác những ai mà có xe thì cũng cố gắng là đừng có dại mà lội nước ngập nhước cái này là nguy hiểm lắm, nhất mấy ông sedan thì thôi rồi đấy, gầm cao như kiểu Lexus kia hoặc là Ford kia thì còn chơi được, chứ còn ui lại có ông VinFast cũng leo ngoe kìa đấy. Đấy, thế còn đây là một chị phải đi bộ rồi đấy, dày mưa các bác biết đấy. Đấy, còn mấy anh công nhân ở công ty mới về đây cũng phải nằm yên, với một anh cao ti đang nằm yên ở trận địa này đấy. Thế nên là với cái thời tiết như thế này đấy, thì các bác em khuyên thật các bác là không nên đú với thủy triều đấy. Úi giời, đấy một bác cao to lại chuẩn bị lội, và phía đằng xa kia camera thì không tới được, nhưng mà các bác có thể nhìn là nằm yên rất là nhiều, rất là dài luôn đấy. Thôi em quay thế rồi không lại bảo là em lắm chuyện đấy, khổ thân lắm. Đằng dưới gầm cầu này mới là vui cơ, đằng dưới gầm cầu này đứng rất là đông, toàn là đi kiểm tra xe ngập nước thôi
Thế còn kia là một anh đã xe mới nhá, chưa có biển luôn. Hyundai Sotana mới tinh chưa biển, đã phải nằm yên rồi. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng. Nói chung là tầm này thì leo cầu là tốt nhất, chứ còn nếu mà đi như thế kia kìa đấy. Còn anh đất cảng thì anh có thể leo thoải mái. Vâng, nhưng mà những anh nhỏ, xe bé thì tốt nhất là không nên đi. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh Dũng Fuji Auto. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.